Xin chào tất cả các bạn, tôi Nguyễn Văn Bình đến từ Bình Định, rất vui gặp được các bạn. Chúng ta được gặp nhau, được sống với nhau một ngày như thế là tuyệt vời phải không các bạn? Thật là một cái khung cảnh yên bình, làng quê của mình. Đây là một dòng suối và những con bò, những cái khung cảnh rất là yên bình. Chúng ta hãy trở về với chính mình, trở về với nông thôn để sống những ngày tháng yên bình. Sẽ hít thở được một bầu không khí rất là tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta sẽ có cái nguồn năng lượng nhiều hơn để sau đó một tuần chúng ta sẽ có quay trở lại với công việc của mình. Hẹn gặp bạn ở cái video tiếp theo. Tôi Nguyễn Văn Bình.